sáng nay đi tác chiến ở nhà. Qua Tân Thuận em hai ngồi đồng cả nhà. Gần 2 tháng rưỡi rồi đó mới đi chiến lại nha. Chim này đẹp. Hai tháng rưỡi. Anh em nào thích bổi thì mình alo mình nghe mình chia lại chứ nha. Bổi này miệng nó giỏi lắm cả nhà. Đồng tốc độ.